Vừa qua, công ty luật có làm video về chủ đề chế độ thai sản năm 2024. Theo đó, công ty nhận được khá nhiều câu hỏi có nội dung là nghỉ việc trước khi sinh con thì có được hưởng chế độ thai sản hay không? Trong video ngày hôm nay, công ty luật CIS sẽ giải đáp thắc mắc xoay quanh vấn đề này. Xin mời cô chú, anh chị và các bạn xem tiếp video. Nghỉ việc trước khi sinh con có được hưởng chế độ thai sản không? Nhiều trường hợp khi mang thai, vì một số lý do như là sức khỏe của mẹ và thai nhi, hoặc là hợp đồng lao động hết hạn mà không được tái ký, hoặc là thôi việc trước khi sinh con. Vậy những trường hợp này thì chị em có được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội hay không? Câu trả lời là việc hưởng chế độ thai sản không phụ thuộc vào việc tại thời điểm sinh con chị em có đang làm việc hay không, mà việc hưởng chế độ thai sản phụ thuộc vào thời gian chúng ta đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể, theo quy định, để được hưởng chế độ thai sản, chị em cần tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp chị em nào đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh thì vẫn được hưởng trợ cấp thai sản nếu đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như vậy, để được hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội, chị em phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 6 tháng. Đối với trường hợp phải nghỉ dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ, chị em phải đóng đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính như sau. Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng thì tháng sinh con không được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Ngược lại, nếu sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó chị em có đóng bảo hiểm xã hội thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Để chị em dễ hình dung, ví dụ một, chị A đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10 năm 2023 đến hết tháng 5 2024 thì nghỉ việc và không đóng bảo hiểm xã hội nữa. Chị A sinh con vào ngày 10 tháng 10 năm 2024. Trường hợp này, 12 tháng trước khi sinh con của chị A là từ tháng 10 2023 đến tháng 9 năm 2024. Trong thời gian này, chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Như vậy, chị A đóng bảo hiểm xã hội 8 tháng. Vì vậy, dù tại thời điểm sinh con là ngày 10 tháng 10 năm 2024, chị A đã nghỉ làm nhưng chị A vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định. Ví dụ thứ hai, chị B đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10 năm 2023 và liên tục sau đó đến tháng 2 năm 2024, chị B mang thai và do sức khỏe yếu, bác sĩ chỉ định chị B phải nghỉ dưỡng thai. Do đó, chị B đã làm đơn xin nghỉ việc tại công ty từ tháng 3 năm 2024. Ngày 1 tháng 10 năm 2024, chị B sinh con. Trường hợp này, 12 tháng trước khi sinh của chị B là từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024. Trong thời gian này, chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, tức là chị B đã đóng bảo hiểm xã hội 5 tháng. Như vậy, dù tại thời điểm sinh con, chị B đã nghỉ làm được 8 tháng, nhưng do bác sĩ chỉ định chị B phải nghỉ dưỡng thai, nên chị B vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định. Quyền lợi của chế độ thai sản. Khi sinh con, các chị em sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Thứ nhất là khoản tiền trợ cấp một lần khi sinh con, hay còn gọi là trợ cấp bỉm sữa. Khoản này bằng 2 tháng lương cơ sở tại tháng sinh con. Mức lương cơ sở hiện nay là 2.340.000 đồng một tháng. Như vậy, tiền trợ cấp một lần mà chị em được nhận sẽ là 2.340.000 đồng nhân với 2 tháng bằng 4.680.000 đồng trên một con. Khoản tiền thứ hai là tiền trợ cấp cho 6 tháng nghỉ việc sinh con sẽ bằng 100% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc nhân cho 6 tháng. Để chị em dễ hình dung, Hồng Hạ đưa ra ví dụ như sau. Chị B đóng bảo hiểm xã hội với mức lương hàng tháng là 10 triệu đồng. Khi nghỉ sinh con thì chị B được nghỉ 6 tháng và tổng số tiền trợ cấp được nhận từ bảo hiểm xã hội sẽ là 64.680.000 đồng. Trong đó có 60 triệu là tiền trợ cấp tương ứng với 6 tháng nghỉ việc và 4.680.000 đồng là tiền trợ cấp bỉm sữa. Chị em quan tâm có thể xem thêm hướng dẫn về hồ sơ hưởng chế độ thai sản năm 2024 cũng như là các thông tin hữu ích khác mà công ty luật đã chia sẻ chi tiết ở video trước đây được hiển thị trên màn hình và đường link được để ở phần mô tả video bên dưới. Như vậy là Hồng Hạ vừa cung cấp đến các chị em thông tin về chế độ thai sản.
khoản đối với lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con. Và Hồng Hà cũng xin khép lại video ngày hôm nay ở đây. Nếu thấy video này hữu ích, cô chú, anh chị và các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh của Công ty Luật để theo dõi những thông tin pháp lý hữu ích khác. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.